Hello, mình chào anh em ha. Nay cũng vừa xong hai cái con máy, con 8 phép nước ngọt. Đây là con 8 phép nước ngọt ha. Đây là con 10 phép thì GBT. Đây là con 10 phép thì GBT ha. Đánh ngọt lợi phèn ha. Mặn mò 2-3 phần ngàn cho lại là ok ha. Đây mình sẽ test cho anh em xem ha. Đây chế độ bấm nghe nè. Đánh lì cua liền mạnh yếu bao cua phi nha. Những cái dòng máy này, hai cái dòng máy này, cái dòng 8 phép với cái dòng 10 phép thì GBT thì em sẽ bao anh em tất cả các loại cá bao cua phi nổi đẹp ha anh em. Cái máy này là máy chim nước ngọt ha chạy đây. Rồi hai cái dòng máy này các anh em xài thì cứ liên hệ mình ha. Rồi chào anh em chiên cánh bộ nha anh em. Còn cái dòng này thì thuyền nhỏ ok ha. Rồi các anh em nào xài thì cứ inbox qua số điện thoại mình ha. Rồi chào anh em.